Linh Hậu Giang xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình vừa nhận được một con máy Vivo ha. Thì đây là con Vivo E93 9 mật khẩu. Và hiện tại máy này nó cũng rất là xuống cấp rồi. Nó bị vỏ rất là xấu và màn hình nó cũng bị hư và nhảy cảm ứng ha. Thì giờ mình nhận con máy này và mình sẽ tiến hành mở mật khẩu bằng Unlock Tool cho mọi người xem ha. Thì đầu tiên để mở được mật khẩu bằng Unlock Tool thì mọi người sẽ tắt nguồn máy. Tắt nguồn máy và sau đó mình tháo cái lưng ra và tiếp tục qua những cái bây giờ mình sẽ là mở Unlock Tool trên máy tính và chọn vào cái tab Vivo. Đó, khi mọi người chọn vào Vivo, mọi người nhập cho mình cái mã là Y93. Thì đây Y93 nó sẽ hiện lên là rất là nhiều cái giải pháp. Trong đó nó có giải pháp EDL, thì mình sẽ thử cái này trước. Nếu không được thì mình sẽ thử những cái ở dưới nha mọi người. EDL thì mọi người phải tháo máy và kẹp testbone ha. Thì để xác định được testbone của cái con máy này á, thì mọi người sẽ vào cái mục testbone ở trên Optone và chọn vào Vivo, nhập cái mã nó vào Y93. Thì lúc này ở trên hình trên máy tính nó có chỉ cái điểm ở cái testbone là nằm chỗ hai cái điểm này, thì mọi người xác định được hai cái điểm này ở trên cái men. Đây là hai điểm testbone của nó trên men mọi người đó. Khi mà mình thao tác thì mình sẽ dùng nhíp kẹp hai cái chân này lại. Và sau đó mình đồng thời đó là mình sẽ cắm cáp luôn ha. Ở với chiếc cái máy này á thì mình sẽ là gắn pin ha, không tháo pin nha. Con này mình có làm nhiều lần rồi nhưng mà lần này mới quay clip lại cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên mình tháo pin ra để tắt cái nguồn điện đó. Và bây giờ mình lắp pin lại ha. Bước tiếp theo nữa mọi người sẽ chuẩn bị làm cáp máy tính đó. Và ở trên tool thì mọi người sẽ chọn vào cái dòng xóa FGB luôn. Thì cái dòng này nó sẽ chọn, nó sẽ làm được hai công việc luôn nha. Nó sẽ xóa mật khẩu và đồng thời xóa luôn FGB luôn. Thì mình không cần phải làm nhiều bước. Bây giờ mình sẽ nhấn vào xóa FGB. Ở trên tay mình á, thì mình sẽ cầm cái nhíp ở tay trái và chọc vào hai cái điểm testbone cho nó kết nối với nguồn điện với nhau. Và tay phải mình sẽ cầm cáp và mình cắm vào cổng USB của điện thoại ha. Đó, lúc này thì mọi người thấy cái driver ở trên máy tính nó nhận là Wacom HS USB WD-LOT 908 ha. Thì trong lúc nó nhận thì tôi nó sẽ chạy luôn. Nó chạy và nó thực hiện xóa FGB và xóa factory reset luôn. Ở đây nó báo fail thì mình làm lại mọi người. Đó, mình sẽ báo, mình sẽ làm lại. Nó ở đây nó báo ok nè. Nó báo ok là khi lúc này thì cái điện thoại nó sẽ đưa, nó sẽ auto là nó chạy lên và nó sẽ xóa cái mật khẩu. Ở bước này mình chỉ cần ngồi đợi thôi ha.
Vậy giờ mọi người thấy là cái điện thoại nó đã lên rồi, và nó về cái màn hình kích hoạt ha. Thì do là cái máy mình nó bị loạn cảm ứng cho nên mình sẽ không có quay cái bước kích hoạt cho mọi người xem ha, nó loạn quá. Thì cái quá trình xóa mật khẩu đã thành công. Thì mọi người xem clip, và nếu mà có máy thì mọi người thực hiện theo cái hướng dẫn của mình ha. Mọi người chưa có mua Nocton thì liên hệ cho mình số 0984772881 qua Zalo ha. Mình sẽ bán ở Nocton và hỗ trợ mọi người setup ban đầu ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video clip. Thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like, chia sẻ video để tạo động lực để mình ra những video mới, cập nhật những cái bảo mật mới cho mọi người theo dõi ha. Cảm ơn mọi người ạ.